Việt Nam dự kiến tiếp nhận 54 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 10, sẽ ưu tiên cho các tỉnh thành phía Nam. Thông tin từ Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tiên trong cuộc họp với lãnh đạo 12 tỉnh Tây Nam Bộ về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với số vaccine dự kiến này, đến hết tháng 10, Việt Nam có khoảng 110 triệu liều vaccine COVID-19 các loại. Tính đến ngày 30 tháng 9, cả nước đã tiêm được gần 42,2 triệu liều, gồm hơn 32 triệu vaccine mũi 1, còn lại là mũi 2. Mục tiêu đến cuối năm nay, khoảng 70-80% người dân trên 18 tuổi sẽ tiêm đủ 2 liều vaccine. Trong bối cảnh bình thường mới, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chuẩn bị nhân lực tiêm vaccine đúng đối tượng ưu tiên, quan tâm công nhân sản xuất.